Vâng, xin chào tất cả các bạn, mình là Thân KR và mình sẽ quay trở lại với bộ trò chơi trên máy điện thoại. Và chúng ta sẽ nay sẽ chơi trò một tựa game, tức là mình đã chơi được vài phút rồi. Đây, World Robots. Đây là một trò chơi bắn robot với nhau cũng khá là thú vị, 3D. Mình cũng biết là phải 3D không, mình chơi cũng thấy cũng hay. Đó là của phần mềm Bisonic. Bisonic. Rồi ta sẽ vô trò chơi nha. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, một buổi tối trong lành không có trăng. Thì chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi. Mình mua con này với giá có không có nhiều hết đâu, mà nó được tặng thêm cả súng cấp 3. Thôi đã. Đây sẽ là chơi. Mình sẽ chọn tướng, một con bot. Mình sẽ chọn con đánh nhanh trước. Chơi. Gì vậy? Phóng này. Như một con cóc. Anh bà anh đưa nhau đi khắp phố xa. À chân gió cao sẽ đẹp đẹp xe. Ông đã bà anh mà con vì là nó chết rồi mà. Chết rồi mà. Đúng là chết rồi mà. Đúng là chết rồi mà. Mày chơi gì vậy? Sao đánh tôi hả mày vậy? Ê, nó làm gì đâu? Cái gì vậy? Đừng làm đi đẩy nó xe, nó đẩy nó xe, nó đổ cái thế nó tan vậy. Còn chút, còn chút. Chỉ có thể phá ra. Nó sao sao này nó khó mạnh nè. Thì khó. Không sao sẽ cho là chỉ như chỉ như chỉ như đánh chỉ như này chỉ như hết đạn chỉ như hết đạn nhưng mà chỉ như đã hết đạn thì mình chết cái này chết cơ thì bị chọn nó rồi chúng mình đem thử hai cái này đây đang nó hết rồi. Ê, bốn hàng. Cái này khá là thấm. Trời ơi, nó là nhỏ, nó là cậu luôn. Cậu nha. Con đường này nhỏ hả?
chúng tôi cùng nhau dừng dinh thự. Vắng luôn nè, chúng tôi vắng luôn nè. Vắng nè. Vắng luôn nè. Nhảy mà thua. Bốn mấy ngàn. Đánh tiếp. Đánh cho lên cấp. Để mình mua một chút nhớ. Oh shit, sao có mình nữa.
Chết tôi, sao đứng máy vậy? Vô hết vô. Đi xuống rồi. Văng cái đầu lên chứ. Phải thua. Anh thấy chết hàng một trận đấy là có đâu. Cười hỏi thêm cái gì vậy? Thì ra cái mắt này. Cái mắt này. Méo có thấy quen gì cả. Sao mình cứ cứu kính gì chứ? Tôi đi hát kia. Anh thấy tôi đi hát không? Thấy anh thấy con bò luôn á. Anh thấy gì lắm vậy? Kêu kêu tôi đang đi hát. Ok. Ok here. Ok. 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 Mày đánh trời. Đánh dữ vậy. Đánh dữ hả? What up. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao cho đi. Chưa là tôi chưa nữa súng. Đi vô shop mua một tướng rồi.
Ok, chúng ta sẽ dừng tập này lại đây. Và mong các bạn sẽ ủng hộ kênh của mình, cũng như like, share và subscribe các cả mọi thứ để chúng ta hoàn thiện video tốt hơn. Cái lượt view của chúng ta thì cũng rất là ít, lượt tương tác chúng ta cũng rất là ít, nên chúng ta bên mình cần những lượt tương tác nhiều. Các bạn hãy giúp mình nhé. Mình là một cái mơ nó mới nổi thôi, nên các bạn cứ giúp mình. Mình sẽ có những cái hay cho bạn xem vào những cái lần sau nữa. Ok, bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Nếu các bạn thích video này thì like nhé. Ok, chúng ta nó ra đi.